Về già, nên quan hệ vợ chồng thế nào mới là tốt cho sức khỏe? Biết sớm sẽ sống rất thọ. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, khi nhắc về những câu chuyện chăn gối thì chúng ta thường có thói quen là né tránh vì đây là vấn đề khá nhạy cảm đúng không nào? Đặc biệt khi độ tuổi càng cao thì những vấn đề này càng ít được nhắc đến. Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây đã chứng minh được tầm quan trọng của đời sống sinh hoạt vợ chồng, nhất là ở độ tuổi cao tuổi. Nếu biết cách sinh hoạt chuyện ấy điều độ và đúng cách thì không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn giúp gia tăng tuổi thọ nữa cô bác ạ. Vậy thì người có tuổi nên sinh hoạt vợ chồng như thế nào? Thì mời bà con cô bác hãy cùng chú ý theo dõi trong chương trình hôm nay. Như tôi cũng chia sẻ thì vấn đề sinh hoạt vợ chồng là điều rất nhạy cảm. Cũng chính vì thế mà nhiều người cho rằng khi tuổi càng cao thì những vấn đề này càng nên được hạn chế. Thực tế thì không hẳn như vậy đâu nhé. Người xưa có câu, già thì già tóc già râu, còn riêng chuyện ấy lão đâu có già. Nhất là ở nam giới, chuyện tắt lửa lòng khi về già chỉ là số ít. Trong những câu chuyện tâm sự tuổi già, ông hai ở Hải Dương than thở. Ở tuổi 65, nhu cầu tình cảm vợ chồng của tôi vẫn mạnh mẽ, nhưng bà lão cứ cằn nhằn rồi gạt ra. Tần suất vợ chồng gần gũi cứ giảm đi rồi tắt hẳn. Lắm khi bức xúc, tôi muốn ra ngoài giải quyết nhưng lại không dám làm điều có lỗi với bà ấy. Dù sao cũng đầu ấp tay gối mấy chục năm trời. Trên thực tế hiện nay, quan niệm người phương Đông với những định kiến xã hội càng khiến người già đang ngày càng cô đơn, phải kiềm chế tình cảm của mình. Xã hội thường cho rằng người già không còn nhu cầu về chuyện vợ chồng. Những người già mà còn ra ngoài tìm thú vui thể xác sẽ ngay lập tức bị gán cho mác yêu dâu xanh, già còn đòi chơi chống bỏi và nhiều lời lẽ thô tục khác. Thế nhưng trong chuyện này cũng có nhiều sự khác nhau. Thực tế, vẫn có những cặp vợ chồng tiếp tục sinh hoạt vợ chồng khi đã khá đứng tuổi. Tuy nhiên trên thực tế, các chuyên gia khoa học sau khi tiến hành các nghiên cứu, họ đã kết luận ra rằng không có lý do gì mà việc quan hệ tình dục đã được chấp nhận ở tuổi 30 phải ngừng lại khi đến tuổi 50 đến 60. Thực tế, những chuyện tế nhị trong cuộc sống vợ chồng có vai trò cực kỳ tốt đối với sức khỏe người cao tuổi. Khi người cao tuổi duy trì việc giao hợp điều độ, vừa sức thì không những không có hại mà ngược lại còn rất có lợi. Vì nếu không được thỏa mãn về chuyện chăn gối sẽ tạo nên sự ức chế dẫn đến rối loạn tinh thần. Nếu tuổi cao nhưng vẫn còn nhu cầu mà điều kiện bị hạn chế vì nhiều lý do khác nhau như đã thành ông thành bà mà còn làm chuyện tế nhị thì sự xấu hổ. Không có sự đồng thuận giúp sức của đối tác, không thực hiện được hành vi giao hợp, sẽ rơi vào tình thế thần kinh xung đột bất lợi, gây nhiều hệ lụy không tốt cho cả gia đình và xã hội. Trong khi đó, nếu cô bác có một cuộc sống vợ chồng lành mạnh, nó sẽ là một phần sức khỏe của người cao tuổi. Không những thế, chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn có thể hấp dẫn và hứng thú, tạo sức khỏe, tinh thần và cuộc sống vui khỏe. Vậy nên, thường xuyên giao tiếp vợ chồng, chăm sóc sức khỏe, duy trì tình cảm tốt đẹp, mạnh dạn trao đổi với nhau về nhu cầu và những rắc rối về chuyện tế nhị để cùng nhau tìm cách khắc phục nhằm giữ gìn tình nghĩa chung thủy. Hoạt động chăn gối là một bản năng của con người. Ngoài việc sinh sản, chúng còn đem lại những cảm giác vui thích, thú vị và khoái cảm nữa. Ở những người cao tuổi, khi khả năng sinh sản không còn, đặc biệt là nữ giới đến tuổi mãn kinh, thì việc sinh hoạt điều độ có thể duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuổi cao mà vẫn làm được chuyện tế nhị. Điều đó cũng chứng tỏ sức khỏe còn tốt, mang lại niềm vui sướng và hạnh phúc cho mình, cho bạn đời và cả gia đình. Không nên ngại ngùng, xấu hổ, nhưng phải tế nhị, kín đáo đâu nhé. Tuy rằng, chuyện vợ chồng khi đã bước sang tuổi đôi mươi là rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng cô bác cũng cần sinh hoạt khoa học và đúng cách nhé. Theo các chuyên gia, không có giới hạn về độ tuổi sinh hoạt tình dục của con người. Mặt khác, khi tuổi đã cao, cơ quan sinh dục không thể hoạt động trơn tru, gây suy giảm hormone, thì tuyến thượng thận lại làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp và phần nào cân bằng lại hormone trong cơ thể. Lúc này, hormone testosterone, hormone kích thích ham muốn tình dục tăng cao, nên nhiều người cảm thấy sung mãn hơn thời trẻ. Theo đó, việc ngăn cấm không phải là cách tốt, bởi kìm nén, không thỏa mãn nhu cầu sẽ dễ dẫn đến rối loạn tinh thần, gia tăng bệnh tật, làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Ngược lại, hoạt động tình dục đều đặn, vừa sức, phù hợp với sức khỏe, thể chất tuổi già còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hơn nữa, đây cũng là yếu tố giúp người cao tuổi giữ được lửa yêu, tạo ra hưng phấn cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng phải vừa sức, không nên quá gắng sức của bác nhé. Có nhiều người tính tần suất sinh hoạt tình dục theo quy luật con số 9. Tần suất sinh hoạt bằng số đầu của tuổi nhân 9. Số hàng chục của kết quả là số ngày cần duy trì chu kỳ sinh hoạt.
số hàng đơn vị là số lần. Nếu tính theo quy luật này, thì người từ 50 đến 59 tuổi, 4 tuần sinh hoạt 5 lần. Người từ 60 đến 69 tuổi, 5 tuần sinh hoạt 4 lần. Tuy nhiên, đây chỉ là cách tính tượng trưng, không đúng trong tất cả mọi trường hợp. Mặt khác, nếu quá cứng nhắc áp dụng công thức này mà không dựa trên các điều kiện về sức khỏe thì cũng sẽ không tốt, đặc biệt với phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Hormone estrogen đã suy giảm, tác động trực tiếp đến ham muốn, khả năng sinh hoạt và gây khô âm đạo. Âm đạo khô rát không những cản trở trên vợ chồng mà còn có thể gây xuất huyết âm đạo, viêm nhiễm phụ khoa. Lưu ý nữa là khi tuổi cao, hệ thống cơ bắp teo đi, xương khớp không còn chắc khỏe. Do đó làm chuyện ấy không nên quá mạnh và nhịp độ quá nhanh vì sức lực hạn chế và sự khoái cảm thường đến chậm, nhất là ở nữ giới, dục tốc thì bất đạt. Một vấn đề nữa của bác cần thực hiện vệ sinh tình dục bên ngoài đúng cách để tránh viêm nhiễm đường tiết niệu rất dễ xảy ra ở người cao tuổi. Những người tuổi cao thường có hệ thống tim phổi hoạt động yếu, lượng máu lưu thông lên não giảm đi nhiều, nhất là khi sinh hoạt tình dục. Vì vậy, cần chú ý khi hành sự để phù hợp với tình hình sức khỏe. Thậm chí có thể bị đột tử vì quá sung sướng do yêu quá sức, phải tự lượng sức mình để tránh những tai biến xảy ra. Nếu mệt mỏi phải nghỉ ngơi và ăn uống bồi dưỡng đầy đủ chờ dịp khác, nên đi khám để được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn khi có vấn đề về sức khỏe. Để đời sống vợ chồng thêm mặn nồng thì cả hai đối phương tìm hiểu, tâm tình và có thể làm thời gian khởi động lâu hơn một chút để gợi cảm hứng cũng như kích thích cơ thể tiết dịch nhờn tự nhiên. Nếu không thể tiết dịch nhờn do estrogen đã suy kiệt, giải pháp cần bổ sung thêm nội tiết tố từ các sản phẩm thực phẩm chức năng, các sản phẩm cân bằng nội tiết tố tốt hơn. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần lưu ý về 5 thời điểm không nên sinh hoạt vợ chồng vì cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Cụ thể đó là những thời điểm nào, cô bác hãy cùng An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình nhé. Thời điểm đầu tiên, cô bác không nên thực hiện chuyện vợ chồng đó là khi cơ thể đang mệt mỏi. Khi cơ thể mệt mỏi, đang đói thì chính là thời điểm tuyệt đối không nên sinh hoạt vợ chồng, bởi việc sinh hoạt thường tốn nhiều sức lực và năng lượng. Do đó, trong hoàn cảnh mệt mỏi hay đói, nếu cố sức sẽ khiến cô bác bị ảnh hưởng sức khỏe một cách nghiêm trọng. Thậm chí nếu quá sức còn dẫn đến việc cơ thể rơi vào tình trạng xấu và sinh ra phản ứng phòng tránh, không tìm được cảm giác cho những lần sau. Ngược lại, khi ăn quá no, nếu cô bác thực hiện chuyện vợ chồng và vận động mạnh, rất có thể sẽ dẫn tới tình trạng sung huyết dạ dày và gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, khi ăn no, tuyệt đối không được quan hệ ngay lập tức. Thời điểm thứ hai, đó là khi đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Khi đến kỳ kinh nguyệt, chị em tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng, bởi nếu xảy ra quan hệ trong giai đoạn này sẽ khiến các vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong âm đạo, từ đó gây ra nhiều căn bệnh viêm nhiễm nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình. Chú ý trong thời kỳ kinh nguyệt không nên sử dụng thuốc liên quan đến vấn đề sinh hoạt vợ chồng của bác nhé. Thời điểm thứ ba, đó là 3 tháng đầu của thai kỳ. 3 tháng đầu của thai kỳ là thời điểm không nên thực hiện chuyện vợ chồng. Theo lời khuyên của các bác sĩ thì trong vòng 3 tháng đầu của thai kỳ là thời điểm rất nhạy cảm với thai nhi. Vì thế không nên sinh hoạt để tránh ảnh hưởng đến em bé. Bởi 3 tháng đầu là giai đoạn quyết định việc định hình của bào thai. Do đó việc quan hệ sẽ dẫn đến tình trạng gây co thắt cổ tử cung. Từ đó có thể dẫn đến sinh non gây hậu quả nghiêm trọng cho mẹ và em bé. Vì thế trong 3 tháng đầu của thai kỳ, các quý ông dù có nhu cầu thế nào cũng hãy cố gắng kiềm chế để đảm bảo cho sức khỏe mẹ và bé hiệu quả hơn. Thời điểm thứ tư cần phải kiêng đó là khi cơ thể đang bị bệnh. Khi cơ thể đang bị bệnh là lúc các vấn đề về sức đề kháng, hệ miễn dịch trở nên yếu ớt nhất. Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình thì cô bác tuyệt đối không nên sinh hoạt trong tình trạng trên. Nếu cố tình có thể dẫn đến các tình trạng tăng huyết áp, co thắt mạch máu, thậm chí trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến xuất huyết não, từ đó mang đến hậu quả cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Vì thế, cô bác tuyệt đối không được sinh hoạt khi cơ thể đang bệnh. Thời điểm thứ 5 đó là khi cô bác đã uống rượu bia. Thông thường, các đấng mày râu mỗi khi uống rượu bia xong có thói quen muốn làm chuyện tế nhị. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen xấu và có hại cho sức khỏe. Theo các nghiên cứu y khoa hàng đầu, khi cơ thể có hàm lượng cồn cao sẽ gây ra sự ức chế hưng phấn của vỏ não, giảm khoái cảm. Vì vậy, sinh hoạt khi đã uống rượu bia sẽ khiến cho đấng mày râu không tìm thấy khoái cảm, khó khống chế được hành vi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe. Do đó, hãy bảo vệ bản thân mình và người thương yêu được tốt hơn. Cô bác hãy lưu tâm và thực hiện đúng nhé. Và thời điểm thứ 6 là khi đang mắc bệnh. Những người đang trong thời gian điều trị bệnh, cơ thể đang yếu không nên quan hệ vợ chồng.
khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý của cơ thể không còn trong trạng thái bình thường, đặc biệt với các trường hợp người bệnh tăng huyết áp hoặc huyết áp không ổn định. Khi thấy huyết áp có xu hướng tăng thì không nên sinh hoạt, tránh có những triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Với người mắc bệnh suy tim, sùng huyết chưa được điều trị, người bị bệnh hẹp van hai lá, nếu có triệu chứng khó thở, không nên sinh hoạt vì có thể gây ra rung nhĩ, ảnh hưởng thêm chức năng của tim. Các trường hợp này cũng dễ bị đột tử. Với người bị bệnh tăng huyết áp kèm bệnh mạch cũng sẽ bị tác động đến hệ thống thần kinh trung ương, có thể gây tăng huyết áp, co thắt mạch máu, nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não. Người bệnh mới trải qua phẫu thuật cũng cần phải kiêng để tránh vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Người bị bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nên tránh vì có thể lây lan mầm bệnh và làm chậm quá trình lành bệnh. Ngoài ra, thì đời sống vợ chồng luôn êm ấm và hạnh phúc. Không chỉ có vấn đề sinh hoạt vợ chồng mà cô bác cũng cần có các biện pháp để giữ lửa yêu nữa đấy nhé. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ được sống cùng với người mình yêu thương. Đây là điều mà tất cả những cặp tình nhân đều mong muốn. Thế nhưng, sau hôn nhân sẽ là một chặng đường dài và tình yêu vợ chồng dành cho nhau sẽ có nguy cơ bị phai nhạt. Để giữ lửa tình yêu sau hôn nhân, mỗi cặp vợ chồng cần phải biết cách duy trì điều thú vị trong đời sống tình dục cũng như trong cuộc sống cá nhân giữa họ và người bạn đời. Những xích mích xảy ra sau hôn nhân phần nhiều xuất phát từ lý do chuyện chăn gối gặp trục trặc. Dưới đây là một số lời khuyên để tăng gia vị tình yêu cho cuộc sống sau hôn nhân. Các cặp vợ chồng hãy đọc để biết cách giữ lửa hạnh phúc cho gia đình mình nhé. Đối với độ tuổi càng cao, cả nam lẫn nữ có thể mắc các bệnh mãn tính về xương khớp, tim mạch, hô hấp, sa sút trí tuệ, trầm cảm hoặc do bệnh phải phẫu thuật, dùng thuốc điều trị, hút thuốc lá, uống rượu cũng làm suy giảm khả năng sinh hoạt. Tuy vậy, đây chỉ là sự thay đổi sinh lý bình thường nên điều cốt lõi là phải đồng lòng giúp nhau để đốt lửa yêu. Cần ăn nhiều thức ăn như hải sản, dầu chất kẽm để tăng cường sinh lực, các thực phẩm có nhiều vitamin E để chống lão hóa và hỗ trợ tuyến sinh dục. Trường hợp phải sử dụng nội tiết tố nữ và nam để can thiệp, thuốc hỗ trợ phải được các bác sĩ chỉ định để tránh nguy cơ tai biến, nhất là những người có bệnh tim mạch, không dùng thuốc theo sự mách bảo của người khác có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thứ hai, luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Đây là điều quan trọng nhất mà các cặp vợ chồng cần phải duy trì trong mối quan hệ của mình. Kết hôn không có nghĩa là chúng ta đã tường tận mọi điều về người bạn đời và không có điều gì mới để khám phá về vợ chồng của mình nữa. Chia sẻ với nhau mọi chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về người bạn đời của mình. Thứ ba, duy trì thói quen đi ngủ cùng nhau. Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường luôn giữ thói quen đi ngủ cùng nhau. Họ thường đi ngủ cùng lúc, cho dù sau đó một người phải thức dậy trước vì nhiều lý do khác nhau. Nếu một trong hai người luôn đi ngủ muộn hơn người kia, cô bác hoặc người ấy sẽ cảm thấy trống trải và khó mà có thể đi vào giấc ngủ. Trái lại, khi cùng nhau lên giường, cảm giác ấm áp sẽ bao quanh. Khi đi ngủ cùng nhau, hai người sẽ có thêm cơ hội để gần nhau, cùng nhau trò chuyện về những khoảnh khắc vui buồn trong một ngày làm việc, cũng như chia sẻ các dự định cần làm. Do đó, dù buổi tối hai người có bận đến cỡ nào, hãy cố gắng thu xếp để có một giấc ngủ ngon bên nhau. Thứ tư, vun đắp những sở thích chung. Duy trì, vun đắp sở thích chung là một bí kíp dành riêng cho các cặp đôi hạnh phúc. Khi vợ chồng có thể chia sẻ cùng nhau những thú vui đam mê và không ngừng khám phá ra thêm những điều mới mẻ, thì chắc chắn cuộc hôn nhân sẽ mãi bền vững theo thời gian. Không phải cặp đôi nào cũng có cùng những đam mê, hứng thú như nhau, nhưng điều quan trọng là các bạn phải biết tôn trọng lẫn nhau. Không cần đến những thú vui xa xỉ, chỉ cần được ở bên nhau và cùng nhau thưởng thức một bộ phim lãng mạn cũng đủ làm cho hai người thêm gần gũi. Hiện nay, không ít cặp vợ chồng vì quá bận rộn với công việc hay các mối quan hệ riêng mà quên đi những điểm hấp dẫn của người bạn đời. Cuộc sống vợ chồng sẽ nhanh chóng tẻ nhạt nếu chúng ta không biết vun đắp và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Hãy cùng nhau trao đổi và tìm ra các sở thích chung để hai người luôn có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Hãy luôn cổ vũ, tạo niềm tin và sức mạnh cho nửa kia phát triển đam mê, sở thích của mình. Thứ năm, đó là không bao giờ đi ngủ trong lúc tức giận. Nếu muốn cuộc hôn nhân của mình luôn bền vững, thì cô bác hãy nhớ đừng bỏ đi hoặc đi ngủ khi đang tức giận và chưa giải quyết xong những vấn đề tranh luận của cả hai người. Đi ngủ trong trạng thái tức giận vừa không tốt cho sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ của bạn đời. Có hai nguyên nhân khiến cô bác giữ cơn giận khi đi ngủ, đó là cãi nhau với nửa kia hoặc bực mình vì một chuyện cá nhân nào đó. Hãy cố gắng làm hòa với bạn đời trước khi đi ngủ. Còn nếu cô bác đang tức giận về một vấn đề cá nhân nào đó,
hãy chia sẻ với vợ hoặc chồng của mình để thấu hiểu nhau hơn và giải quyết vấn đề tốt hơn. Đừng mang cục tức đi ngủ vì nó ảnh hưởng đến người nằm bên cạnh mình đó. Tóm lại, dù bất cứ chuyện gì, hai người hãy cố gắng giữ cho mình một tâm trạng thoải mái và vui vẻ trước khi đi ngủ nhé. Thứ năm là đừng quên tạo tiếng cười trong cuộc sống. Cuộc sống vợ chồng sẽ không bao giờ tẻ nhạt hay buồn chán nếu nó có sự hiện diện thường xuyên của tiếng cười. Dân gian có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chính vì vậy, các bạn đừng bỏ phí phương thuốc chữa bệnh hiệu quả này. Tiếng cười sẽ giúp xua đi mọi ưu phiền và mang đến một cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Hãy mang đến cho nhau nụ cười từ mỗi ngày và không ngừng lạc quan về cuộc đời. Cô bác thân mến, trên đây là những bí quyết rất quan trọng giúp giữ lửa tình yêu, cũng như giúp cô bác có một cuộc sống hạnh phúc, một sức khỏe và tuổi thọ dài lâu. Cô bác hãy thử áp dụng những bí quyết mà An Tâm Sống Khỏe vừa chia sẻ và bình luận xuống bên dưới video cho ban biên tập cũng như mọi người cùng được biết nhé. Cảm ơn cô bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.